chân Phước Toma ở Florence, là con của một người hàng thịt ở Florence. Có một thời gian Toma sống rất hoang đàn đến nỗi những người hàng xóm phải ngăn cấm con cái họ không được chơi với anh. Một người đàn ông giàu có trong tỉnh là bạn với Toma đã đưa anh vào con đường đồi trụy hơn trước. Khi bị buộc vào một tội ác trầm trọng mà anh không phạm, Toma chạy đến người bạn này để xin bảo vệ. Nhưng ông ta không thèm nhìn mặt và đuổi anh đi. Thật tan nát, Toma lang thang trên đường phố cho đến khi anh gặp một linh mục, là người đã lắng nghe câu chuyện của Toma và đưa anh về nhà của Ngài. Sau đó, Ngài đã giúp anh được vô tội. Sau khi cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ, Toma bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện và sám hối. Được tràn đầy ơn Chúa, anh xin gia nhập dòng Francisco làm thầy trợ sĩ. Toma trở nên một người gương mẫu trong dòng, sống khắc khổ và giữ kỷ luật rất nghiêm nhặt. Thầy mặc những quần áo vất đi của các thầy khác, và thầy thường đắm mình trong sự xuất thần. Mặc dù thầy chưa bao giờ được tấn phong linh mục và vui vẻ chấp nhận phục vụ với tư cách một trợ sĩ, Toma được bổ nhiệm làm giám đốc đệ tử viện. Nhiều người trẻ đã noi gương con đường nên thánh của Ngài. Thầy Toma đã sáng lập thêm nhiều trường đệ tử ở vùng Nam nước Ý. Và Đức Giáo Hoàng Martin thứ Năm đã kêu gọi thầy rao giảng chống lại bè phái Fraticelli là những linh mục Francisco lạc đạo. Thầy cũng được yêu cầu đến Orange để cổ võ sự hợp nhất giữa giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Ở đây thầy bị cầm tù và có thể được lãnh triều thiên tử đạo. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã chuộc ngài với số tiền rất lớn. Thầy Toma trở về Ý và từ trần khi trên con đường đến Roma, là nơi ngài hy vọng được phép trở lại Orange. Trích từ Người Tín Hữu com.